hầu hạ tận mồm. Mặt trời lên đỉnh núi rồi mà giờ vẫn còn ngủ à? Dậy đi. Có mau dậy không thì bảo. Cái gì thế? Nằm ngủ cũng không yên à? Dậy tôi bảo cái này. Thì cứ nói đi, có làm sao đâu. Sáng ngày mai tôi định sang làng bên buôn thêm ít thóc đem về bán, nhưng nặng, mình tôi không vác được, nên sáng sớm mai mình đi với tôi vác đỡ tôi nhé. Ôi dào, tưởng chuyện gì, tôi đi luôn, lâu lắm rồi không được đi xuống chợ. Nhưng đi ra ngoài mình phải khôn một chút, đừng để tôi mang tiếng đấy, biết chưa? Tôi biết rồi, mình không phải lo. Ông mua bánh rán đi, bánh hôm nay ngon lắm. Ai mua chuối đây? Bác ơi, mua thịt đi bác. Chợ đông đúc thế này mà lâu lắm rồi tôi mới được xuống. Đi chậm thôi, kẻo lại lạc bây giờ. Tôi lớn rồi, sao mình cứ phải lo nhỉ? Bánh này ngon và thơm nhỉ? Đi rồi lát về còn tiền tôi mua cho mấy cái. Mình hứa rồi đấy nhé. Sao đò hôm nay đi chậm thế nhỉ? Mẹ ơi, sao lâu có đò thế? Còn nóng quá. Đò ơi, nhanh lên. Ngồi cẩn thận không ngã nghe con. Sao hôm nay nhiều người thế nhỉ? Mình ngồi ngoài, cầm hộ tôi túi tiền. Tôi ngồi trong đông người, mất thì chết. Chỗ tiền này mà để mua bánh tráng thì ăn một tháng không hết. Mình làm gì đấy? Không, tôi có làm gì đâu. Nó mà biết mình làm rơi tiền thì chết. Bác lái đò, dừng đò lại ngay, nhanh lên, mất bây giờ. Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Có ai ngã xuống sông à? Ngốc ơi, có chuyện gì thế? Mình ơi, có chuyện gì thế? Mình ơi, lên đi. Trôi đi đâu mới được chứ? Sao? Có chuyện gì? Cái gì trôi? Lúc nãy tôi làm rơi túi tiền của mình xuống dưới nước. Cái gì? Nhưng mình yên tâm, tôi biết nó rơi chỗ nào, tôi lặn xuống là tìm được ngay mà. Rơi ở đâu? Đò đi xa rồi, làm sao mà biết được? Khi nó rơi, tôi đã kịp nhìn rồi. Nó rơi ở cuối mui thuyền kia, tôi đã đánh dấu rồi. Lúc nãy tôi lặn xuống chỗ mui thuyền tìm nhưng vẫn chưa thấy. Đợi lát nữa tôi nhảy xuống tìm quanh đấy là thấy mà. Đúng là ngốc, sao lại có người ngốc thế nhỉ? Trời ơi, ngốc ơi là ngốc. Ông tưởng túi tiền của ông vẫn còn, trong khi chiếc thuyền vẫn di chuyển trên sông sao? Nó rơi ở đằng xa kia rồi, làm gì còn chỗ này nữa mà tìm. Sao số tôi khổ thế này? Tiền thì mất, chồng thì ngốc. Bác nông dân nghèo lên trời. Ngày xưa, có một bác nông dân nghèo khổ, sống trong một túp lều đơn sơ ở một vùng quê hẻo lánh. Gần nhà bác nông dân là dinh thự xa hoa, lộng lẫy của một nhà quý tộc nhiều đời. Đến một ngày kia, cả bác nông dân nghèo và nhà quý tộc giàu có đều qua đời. Ôi, đẹp quá! Ta có nằm mơ không? Ta đang ở đâu thế này? Thiên đường! Vậy là ta đã được lên thiên đường! Ôi, bác nông dân hàng xóm đây mà!
xin chào bác. Ồ, ông quý tộc, xin chào ông. Ông cũng đến đây ư? Vâng, tôi cũng như bác, chúng ta đều mới qua đời. Thật may mắn vì được gặp lại bác trên thiên đường này. Chào các linh hồn lương thiện, ta là Thánh Petros, người có nhiệm vụ chào đón các ông. Xin chào Ngài, Thánh Petros. Được rồi, ta sẽ dẫn từng người bước vào tham quan bên trong thiên đường. Người quý tộc, ông sẽ vào trước, đi theo ta. Người còn lại hãy đợi ta ở bên ngoài cổng. Thiên đường lại có màn chào đón những linh hồn mới rộn ràng và hân hoan như thế này. Lát nữa chắc mình sẽ được đón tiếp như vậy. Mời bác vào. Ta vốn tưởng thiên đường là nơi công bằng dành cho mọi linh hồn lương thiện, từ những người bần cùng cho đến những nhà quý tộc đều được đối xử ngang nhau. Thế nhưng có vẻ ta đã nhầm rồi. Được lên thiên đường mà sao bác có vẻ buồn thế? Thưa Thánh Petros, phải chăng ở trên thiên đường này cũng có sự thiên vị bất công như ở dưới trần gian? Sao bác lại nghĩ vậy? Trên thiên đường mọi người đều bình đẳng như nhau. So với ông quý tộc kia, rõ ràng tôi không được đối xử tốt bằng. Giống nhà quý tộc ấy thôi. Thưa Thánh, tôi không hiểu. Bởi vì những người nông dân nghèo như bác thì ngày nào cũng có người lên thiên đường. Còn những nhà quý tộc như ông ấy thì hàng trăm năm mới có được một người lên thiên đường mà thôi. Thật vậy sao? Bất cứ đâu cũng có người tốt và kẻ xấu, cho dù đó là tầng lớp xã hội nào đi nữa. Người quý tộc vừa rồi được lên thiên đường, đó là minh chứng. Mọi linh hồn tốt đẹp, lương thiện đều sẽ được lên thiên đường và được đối xử công bằng, được hưởng những điều tốt đẹp ở nơi này. Đặc biệt với những người sống ở nơi đầy cám dỗ, những thứ xấu xa đen tối mà vẫn vượt qua để làm một người tốt như ông ta, thì xứng đáng để được khích lệ. Đó là tấm gương để những nhà quý tộc khác noi theo. Ồ, tôi đã hiểu rồi, thưa Thánh Petros. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Tôi đi câu đây bà nó ơi. Thầy, từ sáng tới giờ mà chưa câu được gì, chuẩn bị về thôi. Dạ, được rồi, một chú cá đã mắc câu. Ông lão ơi, ông làm ơn làm phúc, thả tôi trở về biển đi. Ồ, một con cá biết nói ư? Xin ông, hãy thả tôi về biển. Tôi hứa là sẽ trả ơn ông. Ông muốn gì tôi cũng đồng ý. Được rồi, ta sẽ thả ngươi về với biển cả. Cảm ơn ông lão. Ông lão cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ trả ơn cho ông. Ta không cần gì cả, hãy trở về với biển cả đi nhé. Ông đi câu mà sao lại về nhà tay không thế kia? Không hiểu hôm nay lũ cá tôm kéo nhau đi đâu hết, tôi không câu được gì cả. Mà có chuyện này lạ lắm bà nó ơi. Chuyện gì mà lạ cơ? Mãi đến cuối ngày tôi mới câu được một con cá vàng, nhưng vô cùng kỳ lạ, nó biết nói cơ bà nó ạ. Gì cơ? Nó biết nói ư? Đúng vậy, nó xin tôi thả nó về biển. Nó nói tôi muốn gì nó sẽ trả ơn, nhưng tôi không cần gì cả và đã thả nó xuống biển rồi. Sao ông lại ngốc quá vậy? Lẽ ra ông phải bắt con cá đó trả ơn cái gì chứ? Sao ông không đòi một cái máng lợn?
cái máng lợn ăn nhà mình gần vỡ hết rồi còn gì. Mau, ông mau đi đi. Cá vàng ơi! Ông lão, ông có chuyện gì thế? Cá vàng ơi, hãy giúp ta với. Vợ ta muốn một chiếc máng lợn mới. Máng lợn nhà ta đã mẻ hết cá rồi. Ông lão ơi, đừng lo lắng. Ông cứ về đi. Tôi sẽ cho ông cái máng lợn mới. Chà, thật kỳ diệu. Chúng ta đã có một chiếc máng lợn mới. Ông thật là ngốc. Bảo ông đi xin chiếc máng lợn là ông chỉ xin chiếc máng lợn thôi sao? Sao ông không đòi cá vàng cho thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Ông đi ngay đi. Tôi không muốn sống trong túp lều lụp sụp này nữa. Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới. Ông lão ơi, trời sẽ phù hộ cho ông và mụ vợ của ông sẽ có một ngôi nhà mới thật đẹp. Chà, ngôi nhà quá là đẹp. Con cá thật tài ông nhỉ. Ông lão nè, tôi nghĩ rồi. Bây giờ tôi lại muốn trở thành phu nhân. Hả? Bà nó nói cái gì? Ông hãy đi xin cá vàng đi. Hãy nói với nó, tôi muốn làm phu nhân. Chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi. Ông hãy đi ngay đi. Cá vàng ơi, có chuyện gì thế ông lão ơi? Mụ vợ ta đã chán ngôi nhà mới rồi. Giờ mụ muốn trở thành phu nhân. Ông lão đừng lo, vợ ông lão sẽ trở thành phu nhân. Ông cứ về đi. Bà đã trở thành phu nhân rồi. Bà đã hài lòng rồi chứ? Vợ ta không muốn là nhất phẩm phu nhân nữa. Ta muốn làm nữ hoàng của vương quốc này. Nữ hoàng ư? Đúng vậy. Ngươi hãy lập tức ra biển nói cho con cá kia biết đi. Mau lên. Cá vàng ơi! Ông lão ơi! Có chuyện gì thế? Mụ vợ ta vẫn chưa bằng lòng. Bà ấy không thích làm phu nhân nữa. Bà lại thích làm nữ hoàng. Ta không biết phải làm sao nữa. Ông lão cứ yên tâm về nhà đi. Vợ lão sẽ thành nữ hoàng như bà mong muốn. Bà lão, bà đã trở thành nữ hoàng thật rồi. Vô lễ, ta giờ đã là nữ hoàng cao quý. Ai là bà lão của ngươi nữa chứ? Ngươi mau ra biển tìm con cá vàng. Nói với nó rằng ta không thèm làm nữ hoàng nữa. Ta muốn làm long vương ngự dưới long cung. Để con cá phải hầu hạ và nghe lời ta. Không được đâu, bà không thể làm thế được. Tại sao lại không thế? Ta muốn con cá vàng kia phải phục tùng ta. Hãy đi mau, nếu không ta sẽ sai quân lính trừng phạt ông. Cá vàng ơi, hãy giúp ta. Cá vàng ơi, mụ vợ ta giờ lại đổi ý, muốn làm long vương để có thể sai bảo cá vàng. Ôi, lâu đài của tôi, nhà của tôi, máng lợn của tôi. Người cha thật sự. Đi đi, chồng cô đã cầm ngôi nhà này để đánh bạc và thua sạch rồi. Giờ hắn trốn ở đâu không biết. Từ giờ, ngôi nhà này là của tôi. Mẹ con cô không được sống ở đây nữa. Đi nhanh lên. Mẹ, mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu? Mẹ ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Nhà mình cũng bị mất rồi. Mẹ ơi, ba bỏ trốn rồi ư? Không sao đâu hai con à. Nhất định ngoại ở trên trời sẽ phù hộ độ trì cho ba mẹ con mình tìm được chốn nương thân mà. Cô Lành, có phải mẹ con cô Lành không? Sao lại ra đây ngồi thế này? Dạ, nhà em, mẹ con em giờ không có nơi nào để về nữa bác ạ. Nếu không chê, chị có thể mang hai cháu đến nhà tôi trú tạm. Tôi ở một mình, không có phiền hà chi đâu. Cảm ơn anh, nhưng như vậy e như không tiện cho lắm. Sợ mọi người dị nghị, anh lại khó xử. Có gì mà khó xử chứ. Tôi ở một mình thì lo gì người ta dị nghị. Thôi, cô và hai cháu cứ về nhà tôi. Mọi chuyện để mai tính tiếp. Các cháu đang buồn ngủ lắm rồi đấy. Hai năm sau. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ tụi con mà đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Hai con à,
Mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi được. Hai con nhớ phải nghe lời ba, phải có hiếu, phụng dưỡng ba chu đáo, nghe chưa? Anh à, cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang ba mẹ con em, mặc cho những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Anh có thể thay mặt em chăm lo cho hai đứa nhỏ này được không? Từ khi chúng sinh ra, chúng đã quá thiệt thòi rồi. Có anh, em có thể yên tâm ra đi được rồi. Được rồi, anh hứa. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Con à, chiếc đèn này bị hỏng nặng rồi. Để mai ba mua cho con chiếc khác nhé. Không cần đâu ba ơi. Ba cứ để dành tiền tiêu cho việc khác. Con thắp nến học bài cũng được mà. Không được. Ba không thể để cho con thắp nến học bài vào đêm tối được. Hại mắt lắm. Ba ơi, ba ơi. Con đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi. Con đạt giải nhất rồi sao? Đây, ba nhìn đi. Con nhận được giấy khen và phần thưởng nữa nè. Ừ, đúng rồi. Đúng là con rồi. Con đạt giải nhất rồi. Ôi, con của ba giỏi quá. Thằng Hùng nhà tôi đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh đấy. Mọi người nhìn này, con trai của tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi nè. Ôi, con trai anh giỏi thật. Ừ, giỏi thật đấy. Giỏi cũng có phải là con ruột của anh đâu chứ. Đúng là... Sao lại nói quá đáng thế chứ? Thắng ơi, Hanh ơi, các con của tôi đâu rồi? Là ba về rồi đây. Ba ư? Đúng vậy, ba đã trở về với hai con. Ba đến đón hai con đây. Trước đây ba có lỗi với hai đứa khi bỏ đi mà không nói gì. Giờ ba về rồi nè, hai con về với ba nhé. Ông không phải ba tôi, đây mới là ba tôi. Anh Hùng này, tôi biết anh đã vất vả nuôi dưỡng hai cháu nên người. Nhưng giờ tôi đã về rồi, tôi xin anh nói giúp với hai cháu một câu. Về với tôi để cha con được đoàn tụ. Chào ba, chúng con mới đi học về. Hai con mới tan học đấy hả? Có mệt lắm không? Học hành có vất vả không con? Hai con, lại đây nghe ba nói nè. Hai con à, ba rất vui vì quãng thời gian qua được sống với hai đứa. Nhưng giờ, người ba thật sự của hai đứa đã về rồi. Ba nghĩ hai con nên quay về với ba của hai con. Người ta vẫn nói chim có tổ, người có tông mà. Hai con nghe ba, vào nhà sắp xếp quần áo rồi về với ba con đi. Con không thích về. Đúng, con chỉ thích ở với ba thôi. Hai con nói như vậy là không được. Dù sao, ba cũng chỉ là ba nuôi thôi. Hai con phải quay về với ba đẻ để đền đáp công sinh thành cho ông ấy chứ. Nào hai đứa, vào sắp xếp đồ đi. Nội đang đợi hai con ở nhà đấy. Thôi, vào xếp đồ đi con. Chú đã ăn cơm đấy à? Nhà nấu nhiều canh quá, mang sang cho chú một bát đây. Chị Loan đấy à? Khổ, tưởng được sung sướng như hai đứa trẻ, ai ngờ. Đấy, tôi đã nói với chú rồi, chú cứ nuôi con của Tu Hú làm gì? Giờ chú thấy thấm chưa? Nuôi chúng bao năm qua, lẽ ra giờ là lúc chú được nghỉ ngơi rồi. Vậy mà giờ lại cô độc ăn cơm một mình thế này đây. Ba ơi, đèn con lại bị hỏng rồi. Để đấy bà thay cho. Ôi, mình thật là lẩn thẩn. Bọn trẻ chúng đâu còn ở đây nữa chứ. Nhưng sao đâu đâu mình cũng nghe thấy giọng của chúng thế này. Ba ơi, rót con cốc nước. Ừ, đợi ba chút. Tại mình nhớ tụi nhỏ quá mà. Ba ơi. Đâu đâu cũng nghe thấy giọng của lũ trẻ thôi. Ba ơi, tụi con về rồi này. Con về với ba rồi đây. Các con, ba có nằm mơ không đây? Không, ba không nằm mơ. Tụi con đã trở về với ba rồi đây. Các con. Thế còn ba đẻ của các con? Thế này không được đâu. Các con mau về, kẻo ông ấy lại mong. Ba, chúng con nghĩ kỹ rồi. Chúng con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa đâu. Dù ba với chúng con không phải máu mủ, nhưng những gì ba đã làm cho chúng con còn hơn cả một bậc sinh thành. Ba ơi, chúng con suốt đời là con của ba. Đúng đấy ba ạ. Ôi, hai con của tôi đã thực sự trưởng thành rồi.
ông chúa. Ngày xưa ông vua nọ có 3 hoàng tử. Trong khi 2 hoàng tử anh thích phiêu lưu, thì hoàng tử Út mà mọi người thường gọi là chú ngốc lại ngoan ngoãn ở nhà với cha mẹ. Một ngày, chú ngốc vâng lời cha mẹ lên đường đi tìm 2 anh. Các anh ơi, các anh ơi. À, các anh đây rồi. Chú ngốc đi đâu đây? Em đi tìm các anh. Cha mẹ bảo đưa các anh về. Nếu các anh không về thì em đi theo các anh đến cùng trời cuối đất. Lúc nào các anh chịu về thì thôi. Ngốc như chú mà cũng tính chuyện đi cùng trời cuối đất ư? Khôn ngoan như 2 anh đây mà còn chẳng đi đến đâu nữa là. À, tổ kiến kia, lại phá chơi. Các anh để chúng sống yên thân đi. Em không thích chuyện các anh quấy nhiễu chúng. Bắt vài con quay ăn thôi. Ừ, hay đấy. Các anh để cho chúng sống yên lành. Em không thích chuyện giết loài vật. Bọn mình đốt lửa hung cho ông sẵn khói, rồi treo lên lấy mật đi. Ừ, thế thì vui phải biết. Các anh, xin các anh đừng làm vậy. Những chú ong chăm chỉ và vô hại mà. Chú mày đúng là kỳ cục. Lâu đài to thế này chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm đây. Chắc họ sẽ thiết đãi bọn mình một bữa thật thịnh soạn. Các anh đợi em với. Sao lâu đài gì mà vắng tanh vắng ngắt thế này? Mà sao trong chuồng chỉ thấy toàn ngựa đá thế nhỉ? Sao phòng nào cũng kín thế? Phòng này có tận 3 chiếc khóa. Các anh nhìn kìa, trong kia có người đấy. Ông Tí Hon ơi, ông Tóc Hoa Râm ơi. Thức ăn ngon quá, ăn nhanh đi anh em ơi. Khi họ đã ăn uống xong, người Tí Hon Tóc Hoa Râm dẫn mỗi hoàng tử vào trong một buồng ngủ riêng. Thưa hoàng tử, lâu đài đang bị một lời nguyền hóa đá. Đây là 3 việc phải làm để giải thoát được cho cả lâu đài. Việc thứ nhất, tìm nhặt cho hết 1.000 viên ngọc của công chúa nằm dưới những đám rêu ở trong rừng. Nếu trước khi mặt trời lặn mà không tìm đủ số ngọc ấy, dù chỉ thiếu 1 viên, thì người đi tìm sẽ bị hóa đá. Làm sao bây giờ? Mình chỉ tìm được 100 viên ngọc thôi. Ngày hôm sau, hoàng tử thứ 2 vẫn không ngại ngần lao vào cuộc tìm kiếm. Tìm ngọc chẳng dễ chút nào. Mình cũng hóa đá như các anh mất thôi. Cha mẹ không thấy 3 anh em về chắc sẽ đau buồn lắm. Chú ngốc, chú đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ngọc giúp chú. Ơi, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Việc thứ 2, phải mò ở dưới đáy bể sâu lên chiếc chìa khóa buồng ngủ của công chúa. Chú ngốc ơi, chúng tôi đến đây. Chú cứ để việc đó chúng tôi lo. Cảm ơn các bạn vịt đã tìm giúp tôi. Đừng khách sáo, chúng tôi chỉ đền ơn cứu mạng của chú thôi mà. Việc thứ 3 là việc khó nhất, phải tìm ra trong 3 công chúa đang ngủ, cô nào là đáng yêu nhất. Cả 3 công chúa đều giống nhau như đúc. Họ chỉ khác nhau ở chỗ, trước khi đi ngủ, 3 nàng ăn những đồ ngọt khác nhau. Cô cả ăn 1 viên đường, cô thứ 2 uống nước siro, cô Út ăn 1 thìa đầy mật ong. Sao mình biết được ai đáng yêu nhất khi mà họ đều ngủ thế kia chứ? Chú ngốc đừng lo, tôi sẽ giúp chú. Đối với loài ong chúng tôi, người con gái thích ăn mật ong là đáng yêu nhất. Ồ, là ông chúa ư? Đúng, vì cảm kích trước sự nhân hậu của chú ngốc, khi đã cứu cả bầy ong chúng tôi sẽ giúp chú. Nàng ấy là nàng công chúa đáng yêu nhất. Trời sáng bao giờ thế? Ta ngủ quên mất bao lâu rồi nhỉ? Thế là quỷ thuật biến mất. Cả lâu đài thoát khỏi giấc ngủ triền miên. Những ai bị hóa đá lại trở thành người. Chú ngốc cưới nàng công chúa trẻ tuổi nhất, đáng yêu nhất, và được nối ngôi khi nhà vua băng hà. Còn 2 hoàng tử anh thì lấy 2 nàng công chúa còn lại. Mọi người đều sống hạnh phúc
mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.